Sáng ngày 6 tháng 8, thông tin từ Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự 5 đối tượng, đồng thời cho tại ngoại 2 đối tượng để tiếp tục điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật, xảy ra tại khóm Mỹ Tân, thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới. 5 đối tượng bị tạm giữ gồm Danh Tuấn, Trần Thị Hạnh, vợ Tuấn, Trần Văn Bảo, Hồ Thanh Hậu và Nguyễn Văn Đăng Thuần. 2 đối tượng tại ngoại gồm Trần Thị Thanh Thảo và Trần Văn Quý. Theo thông tin từ cơ quan điều tra, khoảng 16 giờ ngày 4 tháng 8, Công an huyện Chợ Mới nhận được tin báo của người dân tại thị trấn Mỹ Luông. Có nhóm 5 người lạ đi trên xe ô tô 7 chỗ, chặn xe máy bắt một thiếu nữ tên A, sinh năm 2007, đưa lên ô tô chở đi. Bằng biện pháp nghiệp vụ, khoảng 30 phút sau, lực lượng chức năng đã bắt giữ Tuấn, Hạnh, Bảo, Hậu và Thảo. Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng khai nhận do A nợ tiền vợ chồng Tuấn và Hạnh trong lúc làm tiếp viên. A chưa trả hết mà A bỏ trốn về địa phương, nên vợ chồng Tuấn đã bàn bạc tổ chức, lên kế hoạch và nhờ sự giúp sức của các đối tượng còn lại để bắt giữ A đem về Kiên Giang để tiếp tục làm tiếp viên. Từ ngày 4 đến sáng ngày 6 tháng 8, trên địa bàn tỉnh Sơn La đã có mưa vừa mưa to tập trung tại các huyện Mường La, Thuận Châu, gây sạt lở đất đá đường giao thông và thiệt hại về người, nhà ở, hoa màu. Tại huyện Mường La, sạt lở đất đá nước lũ khiến một người đàn ông sinh năm 1990 tại xã Chiền Lao bị cuốn trôi. Đã tìm thấy thi thể, 8 nhà dân bị sập đổ hoàn toàn, trong đó có 1 hộ tại xã Chiền Hoa và 7 hộ tại xã Chiền Lao. Ngoài ra do sạt lở ta luy, đất đá lăn vào nhà dân, phải di dời khẩn cấp 28 hộ tại huyện Mường La, 5 nhà ở huyện Quỳnh Nhai và 2 nhà ở huyện Sông Mã bị ảnh hưởng do sạt lở sụt lún. Cùng với đó, đoạn tuyến quốc lộ 279D từ huyện Mường La đi tỉnh Lai Châu bị chia cắt hoàn toàn. Các tuyến đường lên bản Nà Lết, xã Chiền Lao, huyện Mường La bị tắc cục bộ. Sáng ngày 6 tháng 8, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sơn La đã thành lập đoàn công tác vào huyện Mường La, chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện, các xã khẩn trương kiểm tra, xác minh tình hình thiệt hại. Các đơn vị ngành giao thông và các lực lượng khác đang huy động nhân lực để thông đường. Hiện đoạn tuyến quốc lộ 279D từ thành phố Sơn La vào huyện Mường La đã được lưu thông. Tối ngày 5 tháng 8, Công an quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng cho biết đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra nguyên nhân vụ chém người ngay quán karaoke trên đường Nguyễn Tất Thành. Thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, anh V, 28 tuổi, ngụ phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, đến hát tại quán karaoke trên đường Nguyễn Tất Thành, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê. Lúc tính tiền, giữa anh V và nhân viên quán là A, 29 tuổi, ngụ phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, A dùng dao rượt chém anh V từ trong quán ra trước vỉa hè. Dù anh V đã ngã gục, không còn khả năng kháng cự, nhưng A vẫn tiếp tục dùng dao chém. Do vết thương quá nặng, anh V đã tử vong trên đường đi cấp cứu. Ngày 6 tháng 8, ông Nguyễn Quốc Đồng, Chủ tịch Hội Nông dân thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình cho biết, trên địa bàn có một ngư dân trúng đậm luồng cá ngừ sau 6 chuyến đánh bắt cho doanh thu bán cá hơn 10 tỷ đồng. Đó là ông Nguyễn Ngọc Cảnh, sinh năm 1975, ở tổ dân phố Tân Mỹ, phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình. Theo ông Cảnh, trong 6 tháng đầu năm 2023, mỗi chuyến đi biển, tàu của ông đánh bắt được từ 30 đến 50 tấn cá ngừ, cá nục, cho thu nhập từ 1,7 tỷ đồng đến 1,9 tỷ đồng mỗi chuyến, đạt doanh thu hơn 10,2 tỷ đồng đến 11,4 tỷ đồng. Đến nay, gia đình ông Cảnh có 3 tàu đánh cá loại lớn, 2 tàu 430 CV bằng gỗ và 1 tàu 829 CV. 2 tàu cá bằng gỗ tạo việc làm cho 22 lao động, còn tàu cá 829 CV theo Nghị định 67 tạo việc làm cho 12 bạn thuyền. Mỗi chuyến ra khơi, mỗi lao động được trả 7 triệu đồng. Để phát hiện luồng cá từ xa, ngư dân Cảnh đã sắm máy định vị để dò cá trị giá hơn 1 tỷ đồng cho các tàu của mình. Năm 2018, ông Cảnh được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và năm 2021 vinh dự được Chủ tịch nước tặng huân chương lao động hạng 3. Chiều ngày 5 tháng 8, Biên phòng tỉnh Lào Cai cho biết vừa bắt giữ một đối tượng vận chuyển trái phép 168kg pháo hoa nổ qua biên giới. Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 4 tháng 8, tổ công tác của đồn biên phòng Bát Sát phối hợp với Công an huyện Bát Sát, đoàn 1, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng và Chi cục Hải quan Bát Sát đã phát hiện và bắt quả tang Lý Văn Minh,
sinh năm 1972, dân tộc Dái, trú tại thôn Làng Kim, xã Quang Kim, huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai, cùng tang vật là 8 bao tải ni lông. Tại khu vực bờ sông biên giới thuộc tổ chính thị trấn Bát Sát, huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai. Kiểm tra trong 8 bao tải có chứa 96 hộp pháo hoa nổ, có tổng trọng lượng là 168 kg. Tại đồn biên phòng Bát Sát, Minh khai nhận cùng hai đối tượng khác được một người đàn ông thuê vận chuyển số hoa trên từ Trung Quốc về Việt Nam với tiền công là 400.000 đồng một người. Ngày 6 tháng 8, Văn phòng Quản lý đường bộ 3.1, khu quản lý đường bộ 3 cho biết đang phối hợp với lực lượng chức năng phân luồng giao thông, tổ chức cứu hộ các phương tiện trong vụ tai nạn giao thông trên cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi. Trước đó, lúc 2 giờ 30 phút cùng ngày, một xe tải chạy trên cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi hướng Bắc Nam. Khi đến km 41 695, luồng bên phải tuyến cao tốc thuộc địa phận xã Bình Quý, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, thì va chạm với xe đầu kéo chạy cùng chiều. Vụ tai nạn khiến hai người bị thương, hai xe bị lật nằm chắn ngang toàn bộ mặt đường luồng bên phải tuyến. Giao thông qua vị trí tai nạn bị tắc hoàn toàn. Các lực lượng chức năng tổ chức phân luồng cho xe lưu thông xuống trạm thu phí Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, tại km 40 cộng 880.